cô chú tên gì ạ? Đông Thanh. Vâng, hiện tại chúng tôi có mặt tại gia đình nhà cô chú Thanh Đông ở địa chỉ đâu chứ? Khu 2 Sông Lô, Việt Trì, Phú Thọ. Khu 2 Sông Lô, Việt Trì, Phú Thọ, và vừa bàn giao gia đình một cái bộ trường kỷ, vũ cụ đục tích, đây, hàng đại. Thì vừa lắp đặt và bàn giao gia đình thì tôi có quay lại một cái video kỷ niệm, như là đây là hình ảnh chú chủ nhà đây, chú Đông và cô chủ nhà đây. Thì mọi người có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp đến bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở địa chỉ tại Quan Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ này. Có số điện thoại là 0987 50086 và website là đồ gỗ tùng8.com. Ok mọi người. Video rồi.